Này ba biển nè. Ba ơi, hôm nay là ba con mình phải đi chợ với mệnh giá chương trình đưa là 500.000 6 bữa, vị chi là mỗi bữa có 80.000 nhá. Được 80.000 không nhỉ? 8648 chuẩn luôn. 80.000 một bữa. Thế là mình không được ăn cá hồi như mình nói rồi. Em chưa bao giờ đi chợ cho Pam. Những cái đồ, tất cả chuyện đi chợ, búa, cơm nước là hoàn toàn là mẹ Ngân làm hết. Thế nên là lúc em cầm được 500.000 thì em còn chưa hình dung được là nó như nào. Chỉ cần lúc trong đầu em đẩy số ra là ok 80.000 một ngày đi chăng nữa ấy, thì em cũng không biết là 80.000 là nó mua được cái gì. 80.000 một bữa thì ba đang tính là cho con ăn ruốc đây này. Trời ơi, bao nhiêu món mà ba đang thèm. Quá trời bim bim các thứ. Thôi nhưng mà vì con, ba sẽ nhịn bim bim nhá. Ba sẽ cho con con ngã hả? Dậy nhá, con ngồi lại vào xe nhá. Rồi, lên đi con. Con ơi, chắc là mình sẽ ăn món chính là món thịt băm nhá, cho nó dễ. Chứ khả năng của ba thì ba không nghĩ là ba làm được cái gì hơn thịt băm đâu con ạ. Công phò dịu nhẹ mới. Con thì vẫn đang hồn nhiên, không biết sự đời chuyện gì sắp xảy ra với mình. À, không không, đừng ra. Nào, thế ba đẩy xe ra đây nhé. Không ok, ba cất xe đi nhá. Này ba bế nè. Không muốn gì. Nào ba bộ mũ nhá. À thế thôi ba cất mũ đi nhá. Chào con về lại nhá. Ok không? Ừm. Ba chở đi nhá. Ok. Jin 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 view jin jin jin. Rồi đến quầy thịt rồi, ba sẽ mua một ít thịt nhá. Thịt heo này 61.000, 61.000 thịt xay chắc là được. Pam ơi, ăn thịt ba chỉ không? Ok không? Ba chỉ, ba nghĩ là ba sẽ luộc tầm 2 bữa là bố con mình ăn là vừa nhá. Ba ơi, con ăn thịt gà không? Rút xương 130.000. Thế là bao tiền rồi? Huggy Skin Perfect đã đầu tiên có 2 vùng thấm. Viettel Media, sản xuất và phát hành.